Anh Hoàng đang làm gì đây? Long à, anh đang xem cái quạt năng lượng mặt trời này. Đây đang mới mua về cái quạt này đấy, dùng mạnh cực, thích lắm. Đây bật thử cho xem nhá. Đây, đấy, số 1. Đây là cái quạt năng lượng mặt trời treo tường. Đấy, số 2. Đấy, số 3. Mặt quay mạnh như quạt điện lưới luôn, mà lại sử dụng tấm năng lượng mặt trời nên là không tốn tiền điện luôn, mà mất điện vẫn dùng được nhá. Cái này anh đang chạy thử là khoảng được tầm 8 đến 9 tiếng đấy, liên tục. Đấy, dùng rất là hay luôn. Anh chị vừa mới nhìn một cái đoạn video em quay rất là thực tế, thì em cũng đã sử dụng cái quạt này tại gia đình rồi đấy, để cảm nhận xem là cái độ mát cũng như độ gió và cái thời gian chạy nó được khoảng bao lâu. Thì định là mới như thế thì mới giới thiệu cho anh chị thì nó sẽ thực tế nhất. Thì cũng xin giới thiệu với anh tất cả mọi người và anh chị, thì đây là một cái mẫu quạt năng lượng mặt trời rất là mới trên thị trường. Và từ trước đến nay thì đây là lần đầu tiên em trải nghiệm và sử dụng cái sản phẩm quạt này. Thì về thiết kế thì nó cũng khá là giống với lại cái quạt thông thường của chúng ta đấy, tuy nhiên đây là cái dòng quạt treo tường đấy, quạt treo tường sử dụng năng lượng mặt trời. Thì anh chị có thể nhìn bên cạnh đây là một cái tấm pin năng lượng mặt trời đi kèm theo đấy. Thì cái quạt này nó có cái điểm gì hay hơn so với cái quạt điện lưới đấy, thì cái thứ nhất là nó có thể sử dụng điện năng lượng mặt trời để sử dụng vào những cái ngày mất điện đấy, thì chúng ta hoàn toàn là không cần phải sử dụng đến điện lưới mà chiếc quạt này nó vẫn chạy được bình thường đấy. Cái thứ hai là về cái thời gian cũng như cái độ gió, thì em thấy là cái quạt này nó rất là mát, gần như nó phải tương đương khoảng đến 8 đến 90% so với cái quạt điện lưới mà hàng ngày mọi người vẫn sử dụng ấy. Đấy, còn cái thời gian chạy thì là thực tế là em đã chạy được khoảng tầm 9 tiếng liên tục. Đấy, với cái nấc là số 1, thế còn cái này nó có 3 số. Nó cũng chuyển số như kiểu điện quạt bình thường thôi. Thì số 1 thì nó chạy được khoảng 9 tiếng, còn nếu mà chúng ta chạy số 3 thì nó được khoảng tầm 7 tiếng rưỡi đến 8 tiếng. À, như vậy là cũng khá là lâu rồi anh chị ạ, thoải mái một đêm hoặc là ban ngày chúng ta sử dụng cũng rất là vô tư. Thì em cũng chia sẻ qua về cái cấu tạo nhé, cho anh chị có thể nắm bắt được, vì cái này nó là sản phẩm mới thì chúng ta cũng nên biết. Thì thứ nhất là về cấu tạo mặt trước thì anh chị có thể nhìn thấy nó cũng có một cái lồng quạt này đấy, giống y hệt như quạt bình thường. Bên trong này là cũng có hệ thống cánh này, đằng sau là hệ thống trục motor này đấy, và cái quạt này thì nó có cả cái dây giật như anh chị này. Cái quạt treo tường thông thường là chúng ta có hai cái dây, một là cái dây để giật các cái số 1, số 2, số 3. Cái thứ hai là giật cái chế độ để nó đảo gió để quay. Đấy, thì em sẽ bật cho anh chị xem thực tế luôn nhé. Đầu tiên là cái chỗ bên này. Đấy, anh chị có thể nhìn này. Đấy, khi em giật thì là nó về số 1 này. Rất là mát luôn đây anh chị ạ. Số 2 này. Đấy, anh chị nếu mà có thể nghe cái độ gió nó quay cánh quạt này là chúng ta có thể biết được rồi. Số 3 này. Và cái số này thì cực kỳ mát luôn, chúng ta sử dụng như điện lưới bình thường luôn. Đấy, và chúng ta có thể đảo gió này, anh chị có thể nhìn. Đấy, nó có thể đảo gió quay xung quanh được luôn, giống y hệt cái quạt điện lưới của chúng ta. Nhưng mà cái này có cái hay là mất điện vẫn dùng được. Đấy, chỉ cần có ánh nắng, hoặc là thậm chí không có ánh nắng thì chúng ta lại vẫn có một cái củ sạc bằng điện lưới đi kèm như này. Đấy, để chúng ta sạc vào những cái ngày không nắng lại mất điện. Chúng ta phải sạc trước, quên mất cái này là chúng ta phải sạc trước, và những cái ngày mất điện là chúng ta sẽ dùng. Đấy, thì đằng sau này cái quạt này nó có một hệ thống pin tích trữ. Đấy, pin bằng lithium, dòng pin 18650. Thì em đã chạy thực tế là được khoảng 9 tiếng, 8 đến 9 tiếng, rất là vô tư anh chị ạ. Đấy, chiếc quạt năng lượng mặt trời. Bây giờ em sẽ test cái độ gió cho mọi người xem nhé. Cái độ gió của chiếc quạt này rất là mạnh. Đầu tiên là sẽ bật số 1 cho mọi người nhìn này. Đấy, anh chị có thể nhìn cái ni lông này em dán để cho mọi người nhìn xem cái gió cho nó thực tế đấy. Đây mới là số 1 nhá, em giật tiếp số 2 này. Đấy, mọi người nhìn thấy chưa, mạnh hơn rất nhiều luôn. Đấy, còn số 3 này. Đấy, để nằm ngửa này lên luôn. Đấy, anh chị có thể nhìn mà nó còn thổi ngược được lên như thế này thì chứng tỏ độ gió của nó rất là mạnh anh chị ạ. Đấy, chúng ta có thể nhìn này. Đấy, rất là mạnh luôn. Và đây là cũng là một cái video em chia sẻ rất là thực tế thôi, mong là cũng có một phần nào giúp ích cho anh chị được trong cái quyết định mà chúng ta có lựa chọn cái quạt này để sử dụng trong gia đình cho mùa hè năm nay hay không. Và nếu anh chị có bất kỳ câu hỏi nào thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với lại bên công ty Hoàng Long theo số điện thoại là 0865 999 515, hoặc là vào trang web hoanglongsolar.com để chúng ta tham khảo về giá bán cũng như là thông số của sản phẩm.
Và cảm ơn tất cả anh chị. Hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo.